tuổi em 83 cơ. Chú quán thì tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã. Tôi đầu gối tôi thì lâu lắm rồi, 40-50 năm rồi. Từ lúc mới có ngoài 30 đã bị rồi. Tôi thì cái gân của tôi thì nó cứ kiểu nó cái gân nó cứ cứng nha. Đặt hai trước cứ phải thuật thế này đi. Em tên là Dương Quốc Viên. Vì em có bà em là bị cái bệnh nó là mấy chục năm nay là chân đi là cứ thẳng chân ra không khâu gấp được đầu gối. Mấy năm trước thì nhà em đưa bà em đi về bệnh viện đi tiêm cái thuốc gì mấy triệu một nọ, mất hơn chục triệu để tiêm vào cái đầu gối thì về lại bị, nhưng mà cũng không ăn thua gì, vẫn cứ dẹt ra cả hai chân là thẳng, cứ thẳng thế mà đi thôi, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia để đi. Sau một lần mà thầy bấm thì là bà em là nhấc lên được mà đi như người 121 như thế. Thằng con nhà em nó cũng quá kinh ngạc. Thứ hai là cái bước đi, dáng đi nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, là đi nó nhanh nhẹn hoạt bát hơn nhiều. Mà đi nhấc được đầu gối đến như là người 121. Cái nhấc lên là bà em rất là vui. Thế nào, đi tốt chưa? Nghe ơi, nhẹ đi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm